bán giá bình dân nhưng mà nhờ số nhiều khách ăn đó rất là hài lòng. Mình bán tới 23 xô, những cái xô xô đỏ đỏ này, bún một ngày bán 150 kg. Cái mắm ruốc này đó là cái đặc trưng của quán mình đó, cái mắm ruốc Huế để đây để khách, nhiều khi khách ăn để chấm thịt đó, cũng có thể là nêm nếm vô cái nước lèo cho nó đậm đà nữa. Nạm gừng ở đây rất là ngon, mềm ngon. Thịt này nó ngon lắm, nó vừa béo béo mà nó mềm, vừa hầm cái nào mềm vớt ra bán, xong hầm tiếp vậy đó. Cô Tinh Linh, địa chỉ là đường số 13, số nhà 38, phường Tân Kiển, quận 7. Mình 11 giờ trưa là có bán rồi, tới tối khoảng chừng 10 giờ. Bún bò thì mình có sụn bò, thì có giò heo, với lại các loại chả, chả cây, chả cua, với lại bò viên đồ. Gân sụn, có thịt bò tái luôn, có bò kho. Bò kho mình ăn bánh mì, ăn mì hoặc là hủ tiếu. Một tô nếu mình ăn giò thì 43 ngàn. Nếu không có giò gọi là tô bình thường cũng là tô đầy đủ rồi đó, là chỉ không giò thôi là 38 ngàn. Cái tô 38 ngàn đầy đủ thì sẽ có cái gì trong đó? Nó có nạm, có nạm gừng, có chả bò viên, hai loại chả, chả cua với chả cây. Đông khách là 6 giờ tới 8 giờ là nó đông lắm, mười mấy bạn, để mười mấy bạn trải bàn qua bên đường luôn. Bây giờ buổi trưa cũng đông lắm, buổi trưa mà mình dọn hàng đó 11 giờ là khách cũng đông. Nước lèo thì nói chung là cái đó là cái bí quyết của chủ. Thì hầm xương, hầm ba cái thịt bò đồ đó. Thì thịt bò mình mấy cái đó gọi là cái gì? Nạm bò. Gầu á, sắt lát ra. Còn cái mấy cái nạm gân thì mình để mình cắt cục cục ra. Nạm gân ở đây rất là ngon, mềm ngon. Hình như trong cái nồi nước lèo của mình là vừa có thơm với xả đồ à. Bún bò là phải có cái đó, nó mới thơm cái mùi. Mình bán tới 23 xô, những cái xô xô đỏ đỏ như này, 23 xô. Bún một ngày bán 150 kg. Tại vì để cho nó nóng á, mình chở ra từ ở đường gì, nhà mình ở chỗ Bé Ăn Cấm hẻm 95 á, chở ra đây để cho nó nóng, với lại nó không có bị mặn á, chứ mình một lần một sôi hoài thì nó sẽ mặn, còn này nó không có bị mặn, nó vừa ăn mình cứ chế vô thôi, nước lèo lại nóng. Nếu như mình bán đó là mình nhờ số nhiều, bán giá bình dân nhưng mà nhờ số nhiều, bán chất lượng thì nói chung là khách ăn nó rất là hài lòng. Cái mắm ruốc này đó là cái đặc trưng của quán mình đó, cái mắm ruốc Huế để đây để khách, nhiều khi khách ăn để chấm thịt đó, cũng có thể là nêm nếm vô cái nước lèo cho nó đậm đà nữa. Bởi vì cái bún bò Huế của nó là cái này xài mắm ruốc Huế luôn. Mình thấy cái công đoạn này làm cũng cực lắm, phải xào, bỏ xả đồ này kia nọ nêm nếm vô. Cái chai nước mắm tắc này là chủ quán làm để cho khách có cái gọi là đặc biệt cái món chấm á. Món chấm này ở đây là nước mắm tắc nè. Cái chấm bún bò hay là bò kho cô? Cái này để chấm thịt, thịt của bún bò. Cái này cũng là chủ quán cố tình làm để cho khách chấm thịt luôn, nêm nếm vô luôn. Hai cái món này để chấm. Cái này nạm gừng. Nó nằm ở đâu? Nó ăn chỗ ba sườn đây nè. Cái này ăn như thế nào? Thịt này nó ngon lắm, nó vừa béo béo mà nó mềm. Thịt tươi mỗi ngày đều bán, có khi còn không đủ nữa mà. Sáng sớm người ta giao tới, bắt đầu mình hầm nồi điện đó. Ở nhà xài nồi điện. Vừa hầm cái nào mềm vớt ra bán, xong hầm tiếp vậy đó. Cái này hầm chắc cũng phải là 2 tiếng đồng hồ, 3 tiếng đồng hồ. Ở dưới quê người ta còn mua trở về dưới quê Đà Lạt đồ đó, khách đó. Họ về Đà Lạt họ cũng mua mười mấy 20 phần vậy đó. Về dưới quê họ cũng ấy. Có khi bà con ở đây nè,
lên là ngồi ngồi ở đây ăn. Ở đây đông khách, khách mà vãng lai á nhiều lắm. Với lại xung quanh ở đây là coi như cái bún bò công ty ở đây là đã nổi tiếng từ một năm nay, bán một năm rồi mà nổi tiếng. Nói đường số 13 bún bò là đây. Phải mà nói nha, khách có khi ghé lại đây ăn hai tô, có đứa ăn ba tô. Ở chỗ này nè, em trai đó ăn ba tô một lần, có anh kia là mỗi lần lại là hai tô mua về thêm. Nhiều người khách ăn xong ở đây là mua về thêm, chắc cũng như là vừa giá bình dân mà vừa lẻ, thịt rất là nhiều. Có đây phụ chứ, nhưng mà cô công nhận là thịt nhiều lắm. Có nhiều cô gái trẻ mà dòm thấy cái tô, trời ơi quá trời thịt.